Có gì ở quán gà rán Hàn Quốc hot nhất khu Bắc Kinh Xây? Không gian đậm chất Hàn. Phải nói là phong cách rất Hàn Quốc luôn, cực kỳ xì tin và phù hợp với Gen Z. Anh nhìn này, design thiết kế của họ này rất là dễ thương đúng không? Đây lại còn là cái phong cách gọi là industrial, nó rất là bụi, rất là ngầu và vô mô phỏng đúng kiểu pop của Hàn Quốc ấy. Chất lượng điểm 10. Phải nói thật sự là 10 điểm, nếu mà được cộng 10 điểm. Nếu mà em có thêm ngón tay giơ lên chân thì cộng thêm nữa. Mình khuyên cáo với các bạn đang xem chương trình này đó là lần sau đến đây đừng có văng, cái này sẽ là thử thách của người ngon đó. Đồ ăn siêu to khổng lồ. Cả nhà ơi, cái này nó là cái thau ấy. Cái này là cái thau chứ không phải cái bát đâu. Nhìn đây. Trời ơi, to bằng đúng mặt mình cả mặt ba luôn các bạn ạ. Ba khuôn mặt luôn. Ôi, cái thìa ở đây cũng to nhá. Cái thìa ăn cơm ở đây nó cũng to như cái thìa canh ấy cả nhà. Chắc là anh em mình cần phải chuyển sang món khác thôi, chứ không mà ăn hết cái bát này thì no quá. Phải nói rằng là trong suốt hành trình đi review đồ ăn của Mai tại các tập của Điểm Hẹn Cuối Tuần thì đây là một điểm đến mà Mai phải cho điểm 10. Em sẽ cho điểm 10 thật sự. Để biết xem quán ăn hàng này có gì đặc biệt, quý vị đừng bỏ lỡ chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần phát sóng thứ 7 ngày 22 tháng 10 trên Sky TV nhé.